người ta nói là mình nói dối này kia, mình hiểu không? Ở đây chị Lan không có phải là nói dối, nhưng mà chị cũng biết rằng là các anh em YouTube, các anh em thôi đừng nói từ YouTube đi, thấy tội nghiệp mấy em, yeah. mấy anh em đi làm thiện nguyện chia sẻ những cái kết nối của cộng đồng, đó là một cái điều tốt mà bây giờ mà chị nói thiệt là chị rất là mừng vui, là có hạnh phúc luôn á. Nhưng mà có một cái gì vậy, cái hoàn cảnh của cái anh Hạnh, cái bạn Trang này á, là lúc đầu tiên á là chị xem từ đầu tới cuối, nhưng mà là chị lúc đầu tiên thì chị cũng không có biết đâu là thật đâu là hư, mà mình thì cũng không có phán xét ai hết, thì các anh em á giúp đỡ thì chị thấy chị thương, chị thấy chị rất là hạnh phúc, bởi vì mình á là mình không có giúp đỡ người ta được cái gì hết, thì mình cũng không nên á là vô bình luận hay là bất cứ cái gì hết. Nhưng mà đâu á, cái câu chuyện gì nó cũng có một cái đúng và cái sai hết á. Bản thân chị là phụ nữ nè, nhiều khi á người phụ nữ á đôi khi người ta cuộc sống hôn nhân gia đình người ta có nhiều cái biến cố, người phụ nữ mình bị gọi là mình bị ức hiếp quá, cái mình sống không được, cái mình ly hôn đi, cái bắt đầu người ta nói rằng chắc có lẽ là thấy chồng cũng vậy theo trai hay gì này nọ, cái điều đó thì nó không có đúng. Người phụ nữ giống như là những tất cả người phụ nữ, khi mà người ta sinh con rồi người ta thương con rất là nhiều, không ai muốn bỏ con hết. Nhưng mà bây giờ cái dấu chấm hỏi lớn nhất bây giờ đây nè, chị cũng muốn nói với lại Minh Nguyễn và các anh em như Huy Hùng rồi này kia đang theo cái chương trình này á, thì nên báo cáo với chính quyền địa phương phối hợp để tìm ra cái bạn nhàn này đang ở đâu, dù trên đất nước Việt Nam hay là ở nước ngoài, hay là coi chừng là bạn có khi này bạn này đang ở đâu, phải tìm cho ra cái bạn gái này mới được. Chứ không thể nào mà nói mà đi mất tích mà giống như là con một cọng rau cọng cỏ mà khi mà cắt rồi là thôi, là không được, mình biết không. Còn bây giờ cái vấn đề mà tập trung về hỗ trợ cho gia đình của bạn Sang đó thì chị thấy cũng ổn rồi. Việc đầu tiên, việc bây giờ là các anh nên cần quay những cái clip đi tìm cái người bạn gái này nè, coi người bạn gái này ở đâu, theo ý chị Lan là như vậy. Yeah. Để mình hiểu coi cái người này nguyên nhân tại sao mà lại bỏ chồng bỏ con đi như vậy, để mà lấy lại cái thân bằng cho cái bạn gái này. Chị thì chị nói thiệt với em, chị là người phụ nữ, chị Lan cũng đã 50 tuổi rồi, không biết chắc Minh nhỏ tuổi hơn chị đúng không? Dạ. Yeah. Thì chị có một cái nhận định rất là sâu sắc, không thể nghe một phía từ anh Sang này, không có ai nói mình xấu hết, mà cũng chẳng có ai nói mình không làm xiên. Giống như cái bạn gái mà cái em gái mà em vợ gì của anh Sang đó thì nói như vậy, một người thì nói một phía, làm cho mấy anh em mình á, cũng như bản thân của mình á, mình cũng không có, đang cũng giống như là bị rối, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Cái đây là chị Lan rất là sáng suốt. Cái câu chuyện á là chị muốn nói lên đây á là chỉ là một cái ý kiến tích cực mới để mà đóng góp, để mà sao cho nó phù hợp. Còn vấn đề mà nhận xét về anh Hận cho cái chàng em Hận này á, em Sang này á, thì chị Lan không đủ thẩm quyền để mà nhận xét, có nghĩa là chị không có đủ tư cách đâu, tại vì là bởi vì mỗi con người á họ có một cái nhận định khác nhau, vì chị không phải là người ở chòm xóm của anh Sang này. Yeah. Cho nên là chị Lan cũng không biết rõ, một khi chị Lan nói là chị Lan phải biết thực tế chị Lan mới nói. Chị chỉ nhìn thấy bạn Sang nói thôi, chứ chị Lan chưa biết, chưa có bao giờ làm việc chung hết. Yeah. Và cũng thấy cái có mấy cái cảnh á thì thấy nó hơi mắc cười, mà chị đang định hỏi Minh với là mấy cái cảnh đó là mình tự động tự nhiên hay là sao mà tự nhiên lại nhìn thấy mấy cái clip như vậy á. Cảnh nào chị? Giống như mấy chị gái mà vô rồi ngủ ở trong cái mùng, rồi cái mấy anh em đi đến rồi cái tình cờ rồi quay luôn.
giống như cái bạn nói là má nuôi gì đó thì nằm trong ngục như vậy thì cái điều đó nó nhìn thấy nó hơi mất, nó hơi tiếu tiếu sao không? Thấy là chị Lan thấy nó hơi ngộ ngộ. Cái đó là em không có quay cái cảnh đó. Ừ, ấy là chị Lan không biết là đi theo mấy anh em đi vô tình cờ rồi quay hay sao thì chị không biết, nhưng mà chị thấy nếu mà một gia đình có 4 người con thì trong trên cái xã hội này rất là nhiều gia đình có con đông như vậy. Nhưng mà tất cả mấy 3 người phụ nữ đi đến rồi xong rồi cái ngủ chung như vậy thì chị thấy nó hơi ngộ ngộ sao. Chị không biết là tự nhiên hay là do là mình tạo trên, chị không biết, là chị thấy cái đó chị cũng có nói thôi. Còn về cái bạn Sang này thì chị nói với mình nghe là chị chưa có kết luận được. Và chị thì khi mà chị kết luận một cái gì đó, chị muốn nói ra một cái gì đó thì trước tiên chị phải biết hết sự thật chị mới dám nói. Còn bây giờ chị chỉ mới nhìn nhận được một phía thôi. Còn bên nhà của em Sang này còn những người bà con thân thích nữa, cho nên là mình chưa có thể kết luận được cái câu chuyện này nó như thế nào đâu. Mình hiểu chị nha, tại vì mình cũng còn phải biết được, tại vì có những cái gì đó nó ở phía sau nữa, chứ không có hiện tại vậy mình thấy vậy chứ không phải vậy đâu đó. Theo chị là vậy. Còn không biết, nói chung với mình nghe vậy nè, có nhiều người ta nói là không thể sống vì mọi người mà mình phải sống theo mình nhận định, tại vì giống như giờ chị Lan nói với mình như vậy. Nhưng mà mai kia mốt nọ có một cái chị gái khác gọi điện thoại nói với mình ý khác nữa, thành ra nó rất là nhiều ý kiến mình, phải không? Dạ. Cho nên là chị chỉ nói theo những gì mà chị biết. Chị đã tuổi rồi, cho nên là khi mà chị muốn nhận xét một người nào đó thì chị phải nghe rất là nhiều ý kiến của mọi người, chứ không phải tự nhiên chị nói vậy là quyết định được đâu. Có đâu, rất là cái uy tín con người mình đó rất là quan trọng. Nói chung là phải nghe từ hai phía. Đúng rồi, phải nghe từ hai phía. Giống như bữa hôm nay cái câu chuyện thế này, Sang lên Sang nói là bé Phương Anh có một chiếc vòng với lại đôi bông gì đó mà tự nhiên bà nội lấy bán. Nhưng mà hôm nay nghe lại thì thật sự bà nội không có lấy bán. Bà nội không có nào mà lấy những cái món đồ đó. Mình chỉ thấy cái chi tiết nhỏ vậy thôi mà nó đã xong thực tế rồi. Bà đã xong thực tế đó. Thì không biết thời gian, nói chung là chị Lan biết cái câu chuyện như vậy. Và chị Lan chị nói như vậy thôi, chứ chị Lan không có dám nói cái gì hết. Tại vì cái lời nói của mình á, khi mà mình nói ra nó ảnh hưởng đến cái uy tín của mình rất là quan trọng. Cho nên nó làm chị cũng chia sẻ với mình vậy thôi. Tại vì chị thấy mấy ngày hôm nay thì mỗi ngày thì các anh em á là có một câu chuyện khác nhau. Làm cho nó hay lên, làm cho giống như là nó rất là hấp dẫn. Mà xem thì rất là, mà chị thấy rất là hấp dẫn. Cho nên là em hỏi chị bây giờ là chị Lan nhìn thấy thì nói về góc độ một người đàn ông mà hiện tại bây giờ á, mà nuôi 4 đứa con á, thì quả thật là rất là khó khăn, không thể là mình phụ nữ được. Thì vấn đề này nó chủ tâm thì bây giờ mình phải cố gắng làm những cái biện pháp, giống như là mình cố gắng làm sao để cho tìm được mẹ của mấy bé. Nhưng chị cũng qua đây cho chị cũng gửi lời đến tất cả các chị em trên cộng đồng mạng và tất cả mọi người là Lan thì Lan suy nghĩ rất là chân thật. Có sao thì Lan nói vậy, chứ Lan cũng không có phán xét ai. Tại vì mỗi một gia đình á, là có một cái suy nghĩ và có một cái câu chuyện. Không có gia đình nào giống gia đình nào hết. Thì ở đây á, là nói chung chung là mình chỉ nói lên cái tiếng nói của mình để góp phần cho cái sự việc này nó mau đến cái hồi kết thúc thôi. Để cho các bé đều được mọi người chăm sóc, rồi gia đình Thận cũng được đoàn viên vậy thôi, chứ Lan cũng không có nói gì hết nha. Dạ. Đó là những ý kiến chị chia sẻ với mình vậy. Thì chị cũng rất là cảm ơn mình
đã tương tác với chị Lan để cho chị Lan nói được những cái sự việc. Nói chung ở đây là chị cũng có những cái ý kiến vậy thôi, chứ còn mà nói thì cũng rất là mong được mọi người giúp đỡ các bé, cho các bé được sống có đầy đủ tình yêu thương từ cha lẫn mẹ. Chứ mình biết á, có những đứa nó không có được tình yêu thương của mẹ, nó rất là buồn, nó thật luôn. Đúng khi mấy bé nó còn nhỏ xíu à. Thật sự là cái em gái mà vợ hận á, là chỉ bằng tuổi con chị thôi, sinh năm 2000. Yeah. Mà sinh ra được bốn đứa bé như vậy là thật sự là quá khen, quá giỏi. Hôm qua đây cũng chúc Minh thật nhiều sức khỏe và đem những gì yêu thương trao đến cho mọi người. Đó là cái động lực lớn nhất mà chị cũng cầu mong Minh sẽ thành công trong cái đầu năm mới này và nguyên một năm nay nha. Dạ, yeah, nói chung cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, em chào chị. Dạ. Rồi, chị chào em.